Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái clip rất là đặc biệt. Bởi vì bình thường khi nói về giày dép thì chỉ có một mình bố Kiên review cho mọi người thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì sẽ có cả mình nữa. Đợt vừa rồi thì bọn mình nhận được một lời mời của giày Bata, khi mà giày Bata có ra bộ sưu tập mới nhất trong năm nay. Và bây giờ thì chúng mình vừa mới nhận được cái hộp quà này. Bọn mình vừa nhận được cái bưu phẩm này. Khá là bất ngờ. Rất là tò mò, tại vì thật ra là Bata có dạ ý là muốn tặng Kiên 2 đôi và tặng Loan 2 đôi. Nhưng mà thay vì việc là mình sẽ chọn đôi giày của chính mình thì bọn mình đã nghĩ ra một cái chủ đề, đấy là bọn mình sẽ chọn giày cho nhau và sẽ để quay cái vlog này cho mọi người. Đây là hai hộp quà mà mình chọn cho Kiên. Đây, và đây là hai hộp quà mình chọn cho vợ mình. Thì các bạn có thể thấy là ở cái hộp giày Bata này rất là hay. Hộp giày nam, hộp giày nữ thì nó hoàn toàn giống nhau thôi. Ở đây có một cái logo của Bata này. Đấy, bên cạnh đấy thì đằng mặt sau thì sẽ có là On Your Feet Since 1894, có nghĩa là cái năm mà hãng giày Bata này thành lập. Mọi người có thể nhìn ở đằng sau, đấy là những cái size giày mà Bata có ở cái hộp đây. Ví dụ như là men đấy là có những size, ví dụ như US, Euro, UK, Centimet hay là Inch. Đấy, woman cũng là như vậy. Thì mọi người có thể tích vào cái size của mình. Cái hộp này rất là hay luôn. Tại vì là em chọn cho anh hai đôi giày với phong dáng hơi khác nhau một chút xíu. Và hai màu này cũng là hai màu khác nhau. Đấy. Anh cũng chọn cho em hai đôi giày có màu khác nhau. Nhưng mà phong dáng thì thôi tía bật mí, nhưng mà có một điều cực kỳ đặc biệt, đấy là khi mà mở một đôi này ra thì chắc chắn là vợ sẽ kiểu như là hoang mang style, chắc chắn luôn. Và bây giờ không để mọi đây người đây là hoàn toàn bí mật nhá mọi người. Đây là hoàn toàn bí mật, bọn mình thề luôn là bọn mình hoàn toàn bí mật. Để em xem nào, em sẽ tặng cho anh đôi thôi, em sẽ tặng cho anh đôi này trước đi. Anh mở trước nhá, hay là cùng mở? Thôi anh mở nhá. Đấy, thì mọi người có thể thấy là bên trong gói ghém rất là kỹ này. Ôi, một đôi giày màu đen. Chắc chắn là màu đen rồi, vì màu đen là một màu rất là dễ đi và có thể mix được rất là nhiều kiểu. Nên là đây là sự lựa chọn đầu tiên của mình. Khi mà anh chọn giày cho em ấy, thì anh cũng đã nhìn thấy đôi này rồi. Nó ở trong bộ sưu tập Bata Flexible Knit. Có nghĩa là về vừa là độ co giãn này, về bộ vải dê. Đây là một cái collection mới nhất của Bata. Không biết là chồng có tặng em, tại vì cái đôi này nó có một cái đôi cũng xem như thế này, nhưng mà là kiểu như là kiểu cái chất liệu như này, nhưng mà là cho nữ. Cho nữ. Nhưng không biết là chồng có chọn đôi đấy cho em không. Không, không phải đôi này đâu. Chứ không phải đôi đấy. Nghĩ cái gì? Nhưng mà cũng là màu đen. Mình chọn cho vợ mình màu đen tại vì là thời gian gần đây là vợ mình rất là hay đi bộ, và vợ mình muốn có một đôi giày rất là nhẹ để mà có thể là phục vụ cho cái việc đi bộ đấy. Mình biết cái đặc điểm của chân của vợ mình là cái bàn chân nó hơi dày một chút. Chính vì vậy mà khi mua những cái đôi giày thể thao mà nó có cái phần lưỡi gà quá là cao ấy, thì thường vợ mình sẽ đi nó bị cọ vào chân và sẽ bị đau. Có một cái nữa đấy là thực ra chân của mình cũng kiểu hơi kiểu cột đình một tí ấy. Nếu mà đi những cái đôi giày nào mà cái lưỡi gà nó cao thì trông kiểu chân nó sẽ bị to. Nên là cái này thì nếu mà đi lên chân thì trông nó sẽ kiểu dài. Với cả cái này mặc không nhất thiết là kiểu mặc kiểu phải đồ kiểu quá thể thao đúng không, mà mặc đồ hàng ngày như vậy. Đồ hàng ngày được. Okay. Tại vì nhá, đấy mọi người có thể thấy không, đây là cái đôi giày mà mình dành cho vợ mình. Cái phần gót nó hơi lên cao một chút này, ăn gian chiều cao, thì cái phần chân của chúng ta sẽ đổ về phía trước. Đấy, đi nó sẽ, thì các bạn sẽ rất là lo là kiểu khi mà đổ về phía trước như vậy thì cái phần mũi chân nó có thể bị đau. Và cái phần ở trên giày ấy là cái phần vải dệt này này, là knit. Đấy, là có nghĩa là cái phần này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác. Đây, khi mà, đây nhá, cho cái ngón tay vào này. Đấy, các bạn có thể thấy không, ngón tay của Kiên nó sẽ kiểu nhô lên được. Các bạn có thể thoải mái mà cử động cái ngón chân ở bên trong ấy. Đấy. Cảm giác như là nó cũng rất là kiểu thoáng để dễ thấm mồ hôi, chứ nó không hề kiểu bị bí. Đúng rồi, rất là bị. Đặc dạ, biệt là sờ như mình đang cảm nhận ở đây thì cái đệm của cái gót chân này nó rất là êm này. Êm. Chắc chắn là khi mà đi bộ nhiều thì nó sẽ không bị mỏi và cũng không bị nhức cái gót chân. Ngay từ cái tên của cái bộ sưu tập này là flexible, có nghĩa là cái sự co giãn ấy, sự co giãn. Cho nên là mọi người có thể thấy này, ví dụ như Kiên có thể bẻ cái đế như thế này. Ở dưới phần đế nó có rất là nhiều những cái rãnh như thế này này, tạo cái cảm giác nó rất là êm ái và dễ dàng trong cái việc cử động. Chút nữa em sẽ đi thử luôn. Ok, bây giờ đang tò mò đôi thứ hai. Đây này, vợ có nhìn thấy không, là tất cả những cái đôi giày, cả giày nam với cả giày nữ đằng sau, nó đều có những cái phần đế, nó đều có cái tấm cao su ở phần mũi chân và phần gót chân này. Biết để làm gì không?
chống trơn. Đúng rồi, chính xác, nó để chống trơn, nó tạo chống trơn trượt. Tại vì là những cái cao su đây, như các bạn có thể thấy không, cái cao su màu đỏ hoàn này này nó sẽ có những cái rãnh nhá thứ, cho nên là hoàn toàn sẽ giúp cho các bạn là chống trơn trượt và sẽ tạo được cảm giác đi nó sẽ rất là bám. Đôi màu đen này là khi mà các bạn lên phối đồ này, các bạn nhìn từ xa có thể thấy rằng là như là một đôi giày da kiểu lịch sự ấy, đúng không? Rồi ra một dáng giày da kiểu hơi formal một chút, hơi lịch sự một chút, nhưng mà khi mà nhìn gần lại thì nó lại là một đôi giày vải và hoàn toàn có thể kết hợp với những cái bộ đồ kiểu khỏe khỏe một chút hàng ngày cũng được. Và thậm chí là nhiều khi mà những ai ưa thích cái sự thoải mái mà đi đôi này đi làm, anh nghĩ đi đôi một đôi tất đen ở bên trong và để mặc mở một bộ đồ công sở, ví dụ quần tây áo sơ mi thì cũng vẫn rất là hợp lý. Ok, vậy thì tí nữa thì bọn mình sẽ thử mix đồ với cả hai đôi giày này. Bây giờ thì sẽ đến đôi giày tiếp theo. Đây là đôi giày thứ hai mà mình đã chọn cho vợ mình. Thường thường là 85% giày của mình là giày trắng. Cái đôi này thì mình chọn cho Kiên là một đôi giày cũng là màu tối màu. Thì mình nghĩ là đi giày tối màu thì thường là nó sẽ dễ mặc đồ, dễ mix đồ. Cái thứ hai là nó sẽ kiểu như là lâu bị bẩn ấy. Đấy, nên là... Đây, ta sẽ mở đôi này. Không, từ từ. Đôi của em từ từ đã, anh mở đôi của anh đã. Thì em không được mở đôi của em đúng không? Một đôi giày màu này là màu xanh coban. Đúng rồi, màu này thì Kiên chưa có bao giờ cả. Nên là mình nghĩ là tại sao không lựa chọn một cái đôi giày có màu khác so với là những đôi mà Kiên hay đi. Đôi này trông cũng trẻ hơn đôi kia nhở. Đôi kia thì nó vát hơn, đôi này trông thể thao hơn. Đôi này trông thể thao hơn rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy đây, đôi này trông thể thao hơn rất là nhiều này. Đấy, mà form dáng ở trên nó cũng là cái vải knit, là cái vải dệt phần trên, chính vì vậy mà nó rất là thoáng. Ở trên này thì nó pha giữa cả màu kiểu như là màu trắng với cả màu xanh coban ấy, thì nó không phải là phần hết màu xanh coban. Nên là nhìn nó cũng khá là trẻ trung. Và đặc biệt là cái mà em thấy ok nhất ở trên này đấy là cái chun này này. Nó sẽ rất là ôm chân. Khi mà mình đi vào ấy, mình xỏ thì cũng rất là dễ và nó cực kỳ là ôm chân, đi nó sẽ chắc chân hơn rất là nhiều. Bề mặt cũng kiểu rất là nhám, có nhiều đường rãnh này, có nhiều đường rãnh để tạo cảm giác linh hoạt. Và cũng có hai cái phần tấm cao su đỏ ở phần gót và phần mũi như này, vừa tạo điểm nhấn mà chống cái việc trơn trượt khi chúng ta đây này. Các bạn có thể thấy không? Đấy nhá, ví dụ kia làm một cái thử luôn nhá. Đấy là khi mà để cái mũi giày xuống này. Đây, nếu mà chúng ta đẩy này sẽ không ấy đúng không? Nó sẽ không bị trơn. À, có một cái rất là hay nữa. Đấy là cái phần lót. Phần lót ở bên trong đôi giày. Mình sẽ lấy phần lót ra nhá. Thì nhiều còn kiếp nhà mình. Tất nhiên, đây là cái tấm lót ở bên trong đôi giày này. Thì đây là một cái tấm lót làm bằng gần như chất liệu như là bằng xốp, tạo cảm giác rất là êm, rất là nhẹ. Đây, rất là êm, rất là nhẹ. Và mọi người nhá, khi mà mọi người đi một thời gian lâu ấy, mồ hôi của chúng ta ra, mồ hôi chân những thứ chúng ta ra, nó sẽ thấm hết vào cái miếng xốp này. Vì chắc chắn có hai vấn đề. Thứ nhất là cái đôi giày của chúng ta nó sẽ rất là mùi. Cái thứ hai là cái thẩm mỹ của cái đôi giày nó sẽ không còn nữa. Nhưng mà mọi người có thể lấy tấm xốp này ra và sau đó thì chúng ta giặt lại bằng nước như bình thường, mà nó sẽ không bao giờ bị làm biến dạng đi cái hình của cái miếng xốp này khi mà các bạn phơi khô. Đấy, đấy cũng là một cái rất là hay của cái dòng giày này. Đây là đôi cuối cùng anh tặng cho em và anh chắc chắn rằng khi anh đưa em đôi giày này là em sẽ bị rất là bất ngờ, tại vì đây là một màu em chưa bao giờ có, nó còn độc đáo hơn cái màu xanh mà em tặng anh rất là nhiều. Ok, đây chắc là màu đỏ. Màu này xinh chứ. Màu này hồng. Nhưng mà màu hồng này rất đáng yêu. Đây là đôi màu hồng mà mình đã tặng cho vợ mình. Tại vì là mọi người có thể thấy rằng là vợ mình rất là hay đi những cái đôi giày có màu trung tính, ví dụ như là màu be, màu kem hay màu trắng. Chính vì vậy mà mình đã chọn cho vợ mình một đôi giày màu hồng này để, và cũng thật ra là cũng là một cái cách để thử thách xem là khi mà vợ mình lên đồ ấy trông nó sẽ như thế nào. Em có nghĩ là em sẽ mặc cái gì vì cả đôi giày này không? Màu này thì đi chắc chắn là sẽ đi theo kiểu trẻ trung một tí. Khá là êm mà ấy. Đôi này nếu mà mặc váy hoặc là kiểu như là mặc đồ kiểu thể thao năng động cũng được. Giờ anh tặng màu hồng bất ngờ không? Tại vì bình thường thực ra là mình rất là ít khi dùng đồ màu hồng, rất ít khi luôn, mà đi giày màu hồng thì còn kiểu rất là hiếm khi, bởi vì tìm được một đôi giày mà màu hồng mà không kiểu bị sặc sỡ chóe quá nó cũng rất là khó ấy. Và cái này thì thực ra cái này lưỡi gà của nó cũng hơi, như mình cảm nhận thì nó cũng hơi cao quá so với cả những đôi bình thường mà mình hay đi. Nhưng mà để chút nữa thì khi mà thử đồ lên để xem là nhìn nó có bị
to chân không nhá. Để chút nữa mình sẽ thử xem như thế nào. Đây là tất cả những cái đôi giày mà vợ chồng mình đã nhận được của Bata. Và như có nói từ đầu vlog ấy, thì là sau khi mà đã nhận quà xong thì bọn mình sẽ mix đồ thử xem với những cái đôi giày này thì sẽ trông như thế nào. Trước tiên thì chúng mình đã đánh giá được là về chất lượng cũng như là kiểu dáng của đôi giày này rồi, nhưng mà không biết là khi mix lên đồ quần áo thì nó có dễ mix hay không, và nó có kiểu phù hợp với cả bọn mình, phong cách bình thường của bọn mình không. Và mọi người hãy cùng xem là với phần mix đồ này thì ai sẽ là người mix đẹp hơn, đồ nam đẹp hơn hay đồ nữ đẹp hơn. Nếu mà các bạn chọn bình chọn cho vợ mình hay bình chọn cho mình thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho bọn mình biết là đồ nam đẹp hơn hay đồ nữ đẹp hơn nhá. Và ngay bây giờ thì mời mọi người hãy xem là khi lên đồ những đôi giày này trông sẽ như thế nào. Ok. Xem cái phần mix đồ của hai vợ chồng mình rồi đúng không? Ở cái dịp Tết này sẽ là một cái dịp rất là tốt để cho các bạn có thể mua được những đôi giày mới này, giá cả vừa tốt và cái chất lượng cũng rất là ok nữa để chúng ta có thể diện Tết. Các bạn muốn tìm hiểu thêm bất kỳ những cái thông tin gì thì có thể tham khảo cái link mà Kiên có chèn ở dưới phần mô tả của giày Bata nhé. Hy vọng là những cái review cũng như là những cái gợi ý phối đồ với những đôi giày Bata mới trong bộ sưu tập mới lần này của Bata thì đã cho mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chọn cho mình một đôi giày êm ái và có thể là bạn đồng hành với mọi người trên mọi con đường. Không biết nói gì nữa. Nếu các bạn thích thì hãy like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam. Và nếu như là các bạn muốn bọn mình theo dõi, bọn mình review thêm nhiều những sản phẩm hơn nữa thì các bạn hãy để lại phần comment ở bên dưới nhé. Bọn mình sẽ review những cái sản phẩm mà có chất lượng vừa tốt này mà phù hợp với cả tất cả mọi người. Và hy vọng rằng là trong năm mới mọi người sẽ tiếp tục và ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Bye bye mọi người.